Cho nên mỗi người chúng ta hãy tự đặt câu hỏi trước mặt Chúa: tôi đã làm được gì để thi hành sứ vụ truyền giáo mà Chúa Giêsu trao phó? Có thể các bà đi chợ gặp gỡ những người không cùng tôn giáo với mình, nói cho người ta biết về đạo của mình. Có thể các bạn sinh viên đi học ở trường đại học, làm công nhân hãng xưởng văn phòng, chúng ta sống trung thực không dối trá để cho người khác thấy rằng những người có đạo là những người sống đàng hoàng, những người sống thân thiện, những người không có mưu mô, những người không sa vào tệ nạn xã hội. Chúng ta có dám làm điều ấy không, thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì khi làm điều ấy, tức là chúng ta truyền giáo đấy. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Giê-xu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giê-xu tiến lại bảo với các ông rằng: mọi quyền trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ trong một ngôi nhà thờ đang được xây dựng dở dang. Tôi chợt nghĩ tới hình ảnh của giáo hội. Giáo hội là một công trình chưa hoàn thành. Nói như thế có nghĩa là gì? Giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập. Khi nói giáo hội là một công trình chưa hoàn thành, không có nghĩa là Thiên Chúa không đủ quyền năng để hoàn thành công trình xây dựng giáo hội. Nhưng mà giáo hội của chúng ta là giáo hội dành cho mọi người, mọi nơi, mọi thời. Những thế hệ nọ sinh ra nối tiếp thế hệ kia. Chính vì thế mà giáo hội giống như một công trình chưa hoàn thành, còn đang phải xây dựng. Bởi vì mỗi thế hệ sinh ra là một thế hệ mới. Mỗi thế hệ sinh ra cần được loan báo tin mừng để gia nhập giáo hội. Hơn nữa, trước một thế giới mênh mông, càng ngày càng phát triển, một thế giới có đủ đa sắc văn hóa, ngôn ngữ, chủng tộc, cho nên giáo hội luôn luôn phải được loan báo cho các dân tộc ấy. Chính vì thế mà nhìn một khía cạnh nào đó thì chúng ta cũng thấy giáo hội giống như một công trình xây dựng mà chưa hoàn thành. Để hoàn thành công trình này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cộng tác với Chúa. Bài phúc âm Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe là lời kết thúc của tác phẩm tin mừng. Mà kết thúc tác phẩm tin mừng này là lời mời gọi của Chúa Giêsu: anh em hãy đi khắp các dân tộc, quy tụ muôn dân, dạy dỗ cho họ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Như thế mỗi người chúng ta đều được mời gọi cộng tác để xây dựng giáo hội. Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội, và công trình giáo hội
còn đang dang dở, và mỗi người chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu để hoàn thành công trình ấy. Thực ra giáo hội không thể hoàn thành khi ở thế gian này, bởi vì giáo hội gồm những thế hệ mới, giáo hội bao gồm mọi dân tộc, mọi nền văn hóa. Công đồng Vaticano thứ hai so sánh giáo hội như một dân đang bước đi, mà nếu dân ấy đang bước đi có nghĩa là chưa tới đích. Chỉ khi nào tới đích thì giáo hội mới hoàn hảo như Chúa muốn. Chỉ khi nào tới đích thì nhiệm vụ xây dựng giáo hội của người tín hữu mới được kể là hoàn thành. Mà khi giáo hội tới đích thì lúc bấy giờ là ngày tận thế, là ngày cuối cùng của thế giới này, và bình an vinh quang của Thiên Chúa sẽ ngự trị, và con người sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa, được nhìn thấy Chúa mặt giáp mặt, chứ không còn như nhìn thấy Ngài trong gương nữa. Như thế xin nhắc lại, mỗi người chúng ta, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, dù giàu hay nghèo, dù ở thành thị hay nông thôn, đều được mời gọi cộng tác để làm cho ngôi nhà của Thiên Chúa, tức là giáo hội, được phát triển. Ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều ấy. Chúng ta nhìn lại danh sách các tông đồ mà Chúa Giêsu đã chọn, đã gọi, gồm 12 người dân trại. Các tông đồ đầu tiên là 12 người dân trại. Theo lẽ thường, những người dân trại ít có điều kiện để học hành, bởi vì đi theo con nước nay đây mai đó, bồng bềnh trôi nổi trên sông. Nhưng mà Chúa lại dùng 12 ông tông đồ là người dân trại ấy để làm những việc kỳ diệu. Ngay khi sinh thời, thời Chúa Giêsu ở thế gian, 12 ông ấy đã đi và rao giảng tin mừng, có nhiều người đón nhận, ma quỷ cũng phải khuất phục. Cho nên các ông đã về thưa với Chúa Giêsu: thưa Thầy, nhân danh Thầy, chúng con rao giảng lời Chúa, trừ quỷ và chữa bệnh. Các ông làm được những việc Chúa Giêsu đã làm, tuy rằng các ông là những người dân trại ít học. Điều đó cho thấy công cuộc loan báo tin mừng là công cuộc của Chúa. Chúa mới là tác nhân chính, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc loan báo tin mừng. Con người chúng ta chỉ là dụng cụ thôi, thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng mà lại là những dụng cụ rất quan trọng để góp phần hoàn thành ngôi nhà của Chúa, tức là giáo hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta đã qua một chu kỳ 3 năm. Năm 2020, chúng ta đưa ra chủ đề và cố gắng đạt tới định hướng mục vụ, đó là nên thánh. Mỗi cá nhân hãy nên thánh theo lời mời gọi của Chúa. Năm 2021, chúng ta cố gắng cầu nguyện để sống tình hiệp thông trong giáo hội. Năm nay, năm 2022 sắp hết rồi, là năm chúng ta chú ý nhấn mạnh tới sứ mạng truyền giáo. Năm nay cũng là năm chuẩn bị công nghị giáo phận sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 11 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11, và thánh lễ tạ ơn sẽ được tổ chức tại nhà thờ Sở Kiện vào lúc 10 giờ ngày 24 tháng 11, có sự hiện diện của tất cả các đức cha trong giáo tỉnh Hà Nội. Vậy năm nay là năm 2022, là năm truyền giáo với mục đích gì? Năm nay chúng ta cầu nguyện suy tư về sứ vụ truyền giáo. Truyền giáo là trình bày Đức Giêsu, giới thiệu Đức Giêsu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết Chúa Giêsu, làm sao chúng ta giới thiệu được? Nếu chúng ta không gặp được Chúa Giêsu, làm sao chúng ta có thể trình bày về người được? Chính vì thế,
trước khi truyền giáo cho người khác thì phải truyền giáo cho chính mình. Trước khi có thể trình bày về Đức Giêsu cho người khác thì phải học hỏi giáo lý, phải cầu nguyện, phải suy tư, phải lắng nghe lời chia sẻ của các cha trong thánh lễ để hiểu phúc âm, để hiểu giáo huấn của Chúa Giêsu, để hiểu về giáo hội, để hiểu về sứ mạng và vinh dự của người Kitô hữu. Cho nên mỗi người chúng ta hãy tự đặt câu hỏi trước mặt Chúa: tôi đã làm được gì để thi hành sứ vụ truyền giáo mà Chúa Giêsu trao phó? Có thể các bà đi chợ gặp gỡ những người không cùng tôn giáo với mình, nói cho người ta biết về đạo của mình. Có thể các bạn sinh viên đi học ở trường đại học, làm công nhân hãng xưởng văn phòng, chúng ta sống trung thực không dối trá để cho người khác thấy rằng những người có đạo là những người sống đàng hoàng, những người sống thân thiện, những người không có mưu mô, những người không sa vào tệ nạn xã hội. Chúng ta có dám làm điều ấy không, thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì khi làm điều ấy, tức là chúng ta truyền giáo đấy. Chúng ta là những bậc phụ huynh có dạy cho các con mình ngoan ngoãn, trung thực và đạo đức, để rồi ở nhà trường các em sống ngoan ngoãn, sống trung thực, sống đạo đức. Và khi các thầy cô giáo và các bạn bè nhận ra các em là người có đạo, các em không nói dối, các em không cãi lại thầy cô giáo, các em không nói tục và các em không gian tham của người khác, đó là truyền giáo đấy, thưa công và bạn. Bởi vì khi nói đến truyền giáo, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng phải giống như các thánh tông đồ hay các nhà truyền giáo thừa sai ngày xưa, đi đến ngã ba đường để rao giảng về Đức Giêsu. Ngày hôm nay khái niệm truyền giáo mênh mông hơn nhiều và thiết thực hơn nhiều. Đương nhiên vẫn có những nhà thừa sai lên đường, vẫn có những người truyền giáo như một sứ mạng chính của cuộc đời. Nhưng mà tất cả mọi người giáo dân chúng ta, tùy địa vị, tùy bậc sống, tùy khả năng của mình, ai cũng có thể nói về Chúa Giêsu. Và nói về Chúa Giêsu chỉ có hiệu quả, có tính thuyết phục khi chính bản thân chúng ta sống tốt lành, trung thực, thân thiện, ngay thẳng và yêu mến người khác. Không thể nào mà chúng ta nói về Chúa Giêsu mà trong gia đình chúng ta lộn xộn cãi nhau tối ngày. Không thể nào chúng ta nói về Chúa Giêsu và lại gian dối. Không thể nào nói về Chúa Giêsu mà chúng ta lại sống có mưu mô trong cuộc đời. Bởi vì những điều đó tương phản, sự gian dối tương phản với đức tin, sự thù hận tương phản với tinh thần của phúc âm, và sự chia rẽ tương phản với danh nghĩa của người Kitô hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay tôi về đây dâng lễ như tôi nói khi tôi vừa đặt chân tới. Tôi vui mừng được thấy quý ông bà và anh chị em rất đông đảo tại đây. Chưa bao giờ mà ở trì xá được đón tiếp một cách hoành tráng. Các ông các bà đến, có cả ban kèn, có cả đội trống và có đông đảo các ông các bà đến đây để thể hiện một hình ảnh giáo hội rất khác biệt đối với ngày thường. Những ngày thường thì những người lương dân xung quanh ở đây chỉ thấy lác đác mấy ông bà đến nhà thờ đọc kinh leo teo thôi. Nhưng mà ngày hôm nay họ nhìn giáo hội một cách hoàn toàn khác. Giáo hội không phải chỉ vài chục con người ở nơi này, mà giáo hội còn có tầm mức bao la, mênh mông, rộng rãi hơn nhiều. Mà giáo hội của chúng ta được gọi là giáo hội công giáo, tức là giáo hội bao trùm trên toàn trái đất này, phù hợp với mọi nền văn hóa, mọi quốc gia, mọi chủng tộc, mọi ý thức hệ chính trị. Giáo hội của chúng ta được gọi là công giáo bởi vì lời mời gọi của Chúa được gửi đến cho hết mọi người, và ai muốn gia nhập giáo hội thì đều được đón nhận, không ai bị khước từ, không ai bị phân biệt. Người giàu cũng có chỗ giống như chỗ người nghèo trong nhà thờ, đi sớm thì có ghế, mà đi buồn thì hết ghế thì phải tìm cái ghế khác mà ngồi. Mặc dù là giàu có hay mặc dù là quyền thế ở chỗ nào thì không biết, nhưng mà vào nhà thờ thì đều bình đẳng trước mặt Chúa,
bởi vì tất cả đều là hình ảnh của Chúa và tất cả chúng ta đều đã lấy nhận bí tích rửa tội, đều có phẩm giá của con cái Thiên Chúa ngang hàng như nhau, ngang hàng như nhau. Vì thế mà chúng ta gọi giáo hội của chúng ta là giáo hội công giáo. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ trong ngôi nhà thờ nhỏ bé đơn sơ này, nhưng mà vẻ đẹp từ tâm hồn những bài ca, những lời bài thánh ca, những lời kinh cầu nguyện từ những gương mặt của quý ông bà và anh chị em, thì vẻ đẹp ấy còn nhân lên bội phần, bởi vì đó là vẻ đẹp của đức tin. Ngày lễ hôm nay là ngày thế giới truyền giáo, xin các ông các bà và anh chị em hãy lưu tâm, mỗi người hãy làm một việc gì nho nhỏ để cộng tác vào sứ vụ truyền giáo. Có thể đó là một lời động viên đối với người khác, có thể đó là sự hy sinh vì Chúa thì tôi không nổi giận khi bị xúc phạm. Có thể đó là cố gắng để học hỏi về Chúa Giêsu để trình bày cho người khác. Có thể đó là sự rất thân thiện với những người không cùng tôn giáo với mình. Có thể đó là sự hài hòa, là sự nâng đỡ tinh thần vật chất đối với những anh chị em, nhất là những người cô đơn, bất hạnh trong cuộc đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là truyền giáo đấy. Đó là truyền giáo đấy. Chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa là cha của gia đình nhân loại. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa là cha của gia đình nhân loại. Vì thế chúng ta tin vào quyền năng và tình yêu thương của người. Thiên Chúa là đấng độc nhất đáng tôn thờ. Còn những hình thức tín ngưỡng khác không phù hợp với người công giáo chúng ta. Chúng ta tôn trọng những hình thức tín ngưỡng của những người không cùng tôn giáo với chúng ta. Nhưng đã là người công giáo thì chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Nếu tín thác vào người thì phải đến nhà thờ cầu nguyện với người, hoặc là ở trong gia đình cầu nguyện với Chúa. Nếu ốm đau bệnh tật, nếu như gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy cầu nguyện với Chúa, bởi vì Thiên Chúa là cha giàu lòng nhân hậu và lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn tín hữu nhỏ bé nơi đây. Sự tồn tại của cộng đoàn đức tin này chính là sức mạnh của giáo hội, sức mạnh của giáo hội. Mặc dù giáo hội là một công trình chưa hoàn thành, giáo hội còn đang cần đến bàn tay cộng tác của chúng ta già trẻ giàu nghèo để mà tiến lên, để mà hoàn thiện, để mà liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Xin quý ông bà và anh chị em hãy cầu nguyện cho cộng đoàn nhỏ bé này và cùng chung tay giúp đỡ, bởi vì chúng ta thấy ngôi nhà thờ xây thế này mà có 90 tín hữu, 90 giáo dân thì chỉ có phép lạ, chỉ có phép lạ thôi chứ còn ngoài đời làm sao được. Nhưng mà Thiên Chúa kỳ diệu làm phép lạ ấy qua chính bàn tay của công các bà và anh chị em, làm phép lạ ấy qua những vị ân nhân, làm phép lạ ấy qua mỗi người chúng ta, để rồi công trình này không phải chỉ của riêng 90 người giáo dân nơi này chỉ xá, mà là của giáo hội. Ngôi nhà thờ này là của giáo hội, là tài sản của tổng giáo phận, là công trình đức tin, là biểu tượng cho vẻ đẹp của đức tin. Đồng thời đây là nơi Thiên Chúa đổ muôn vàn ân huệ xuống cho chúng ta. Bởi vì Chúa nói với chúng ta, ở đâu có hai hay ba người hội lại mà cầu nguyện nhân danh Thầy, Thầy sẽ hiện diện giữa họ. Đây không phải là hai hay ba, mà là cả 100 người, và những dịp đặc biệt thì còn đông hơn nữa. Vì thế chúng ta cầu nguyện để công trình nhà thờ này sớm được hoàn thành. Mặc dù nhà thờ này hoàn thành, thì công trình giáo hội của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, vì cần đến lời cầu nguyện và công tác của tất cả quý ông bà và anh chị em. Bài sách thánh thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, trích sách xuất hành, trong các bà nghe có một đoạn thôi, chắc là không ai hiểu gì, trừ những các bà sơ không biết có hiểu không, hay là những người nào giỏi về giáo lý. Tại vì đoạn sách này trích có một phần đoạn ngắn trong sách xuất hành kể lại việc ông Mô-xê cầu nguyện. Khi ông Mô-xê cầu nguyện dân Do Thái trong cuộc giao tranh với người Amalek, khi ông Mô-xê giơ tay lên cầu nguyện thì người Do Thái chiến thắng. Giáo hội muốn đọc một đoạn sách đấy không phải
để nói về cuộc giao tranh như là chúng ta thường hiểu, nhưng mà để mời gọi chúng ta mỗi người hãy cầu nguyện. Người công giáo, người có đạo phải là người cầu nguyện. Người có đạo mà không cầu nguyện thì chỉ có đạo cái nhãn bên ngoài thôi, hình thức bên ngoài thôi. Cầu nguyện là tâm sự với Chúa, cầu nguyện là gặp gỡ Chúa, cầu nguyện là trao đổi cho người thân thương với Chúa niềm vui, nỗi buồn, lo toan, trăn trở, bận rộn của cuộc sống. Cầu nguyện là tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được muôn ơn lành. Cầu nguyện cũng là xin Chúa thứ tha vì mình mắc nhiều tội lỗi. Cầu nguyện là như thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Cầu nguyện có thể âm thầm trong lòng, cầu nguyện có thể đọc ra ngoài miệng. Cầu nguyện có thể chung, cũng có thể riêng cá nhân một mình. Cầu nguyện có thể bằng lời ca tiếng hát, cầu nguyện có thể bằng tâm tình âm thầm, nhưng mà gắn bó kết hợp với Chúa. Như thế là chúng ta sống ơn gọi của người Kitô hữu và làm toát lên vẻ đẹp của đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận nơi Chúa khi chúng ta lĩnh nhận bí tích thanh tẩy. Và cuối cùng xin mọi người cầu nguyện cho quý vị ân nhân để chúng ta có thể hoàn thành được ngôi nhà thờ này như chúng ta mong muốn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.